Ví dụ như một số dòng như là của Nexo rồi này kia thì bên mình cũng có tháo gỡ ra này kia, và một số dòng loa có tầm giá cao bên mình đều tháo ra cả để mọi người chúng ta xem, rồi mọi người chúng ta đánh giá xem là cái phần thiết kế của những dòng loa châu Âu nó như thế nào, chúng ta tìm hiểu thêm về các cái mặt sản phẩm. Hello, chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mình sẽ làm clip để mà giới thiệu tới mọi người chúng ta một dòng sản phẩm, đó là dòng Audaz BX110. Thì hôm nay thì mình sẽ khui thùng để mọi người chúng ta xem cái phần thiết kế phía trong của dòng sản phẩm này, để xem từ cụ loa được cụ chép này kia và thiết kế phần trong nó như thế nào. Từ clip trước thì bạn Khánh đã có giới thiệu tới mọi người là về cái thông số kỹ thuật cũng như là nguồn gốc xuất xứ của loa rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ khui, nói chung là mình sẽ mổ bụng em nó ra để cho mọi người chúng ta chiêm ngưỡng cái phần bên trong của dòng sản phẩm này mọi người ha. Ok mọi người, thì hiện tại thì mình đang còn ngửa ra đây. Thì cái nào dòng này là dòng Audaz BX110 mọi người ha. Thì để mà tìm hiểu thêm về cái nguồn gốc xuất xứ để mà chi tiết hơn á, thì chúng ta có thể là truy cập vào trang web của hãng để chúng ta tìm hiểu thêm về cái thông số này kia, rồi là cũng như xuất xứ. Thì bữa ấy bán khá nhanh cũng là giới thiệu với mọi người rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ khui bên trong để mọi người chúng ta cùng xem ha. Nói chung là những quý vị nào mà muốn xem những cái dòng loa của hãng chính hãng, những cái dòng hàng nhập khẩu á, thì quý vị có thể theo dõi kênh của Thiên Vũ. Thì sẽ có những cái dòng loa cao cấp, ví dụ như một số dòng như là của Nexo rồi này kia, thì bên mình cũng có tháo gỡ ra này kia, và một số dòng loa có tầm giá cao bên mình đều tháo ra cả để mọi người chúng ta xem, rồi mọi người chúng ta đánh giá xem là cái phần thiết kế của những dòng loa châu Âu nó như thế nào, chúng ta tìm hiểu thêm về các cái mặt sản phẩm. Rồi thì mình cũng đã tháo được cái mặt lưới ra rồi mọi người ạ. Thì bởi vì lâu ngày á, cho nên là cái mút này mọi người nó dính bám cái thùng này rất là chặt luôn, mình phải nạy mại thì mới lấy cái lưới ra. Nó là bà dính như băng keo hai mặt luôn, mà nó là băng keo hai mặt luôn mọi người, nó dính cứng khừ luôn á. Đó, cái này tôi có dựa ở cái phần đó. Thường thường người ta chỉ cần gắn một cái mút thôi, nhưng là này gắn bằng keo hai mặt cho nên là rất là nó bị dính bám chặt luôn. Rồi, thì đây là cái phần mặt trong của loa mọi người ha. Thì lưới thì mình thấy cặp lưới nó là rất là cứng luôn mọi người đó, và phụ đất sơ tĩnh điện cũng khá là dày và chắc chắn. Ngoài ra thì phía trong còn được có một lớp mút nữa mọi người, để mà lọc âm. Cái thứ hai nữa thì để giảm đi vấn đề là nước bị tạt và trực tiếp vào. Nó có cái lưới này, lưới như thế này, khi mà chúng ta ai đó vô tình chúng ta tạt nước vào mặt loa nó cũng không có sao đâu, nó chỉ vô đôi giọt đôi xíu thôi. Trường hợp chúng ta có làm sự kiện ngoài trời đi nữa thì nước nó chạy róc vào ngoài mặt đó, nó không có sao đâu, nó không bị vô cái màng loa đâu mà sợ đó. Thì đây là cái phần trong của chiếc loa, thì mình đã tháo ốc sẵn ra rồi để mọi người chúng ta khỏi chờ lâu. Thì những cái dòng loa của hãng này mọi người thì hầu như là đều được sử dụng ốc ren mịn hết, và có tán nằm ở trong, được ép ở trong gỗ hết mọi người ha. Đó, mọi người nhìn chú ý cái ốc của hãng, và cũng được phủ một lớp sơn. Đây mình sẽ bóc cái ấy ra đây. Nó có lâu ngày mọi người, nó hàng hàng zin chưa nào tháo nên để lâu ngày nó bị dính bám rất là chặt luôn. Trời ơi, phải kiếm đồ mình nạy lên.
Cái này thì phần khung thì được làm bằng nhôm mọi người ha, khung nhôm đó, như là cầm cảm giác nó cũng không cụ, không có nặng lắm. Cái này phần nhôm khung nhôm đúc nguyên khối luôn đó. Con này côn rất là lớn đó mọi người, cụ loa 2 tấc mà sử dụng côn tới côn 70 luôn mọi người, côn rất là lớn đó. Ở phần phía côn và phần mặt nhện mình sẽ quay chi tiết để mọi người chúng ta xem cái cụ loa của hàng chính hãng mọi người ha. Và con này thì và đây là cái số series của nó đây mọi người ha. Thì chúng ta có thể check cái số series để chúng ta xem cái nguồn xuất xứ của nó, những cái cụ loa chính hãng mọi người thì nó sẽ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hết. Dòng này thì sử dụng bằng màng giấy mọi người. Dòng này thì với cái thiết kế của màng như loa như thế này á, thì chắc chắn là nó sẽ không có đáp ứng được cái âm bass sâu đâu. Như chiếc loa này thì nó chỉ âm bass nó chỉ đạt trong đâu đó là thấp nhất là chỉ có 60 gì đó thôi mọi người. Với trường hợp là âm hoặc dương 3 dB thì nó chỉ tần số đáp ứng được thấp nhất là chỉ có 60 thôi, chứ nó không có được bass sâu như một số dòng loa chuyên sử dụng cho loa cho bass đâu. Đó. Thì cái này thì nhưng mà ngược lại thì cái ưu điểm của nó thì cái dạy low, dạy mix, low bass, dạy mix và dạy high của nó thì lại tốt, rất là ok. Nó đáp ứng chuyên cho những cái tần số đó. Còn vấn đề bass thì chúng ta để xuất làm việc đi thôi, chúng ta không cần quan tâm đến vấn đề của dạy bass. Mình sẽ cho mọi người xem cái phân tần bên trong của nó ha. Và đây là lớp mút thủy tinh cũng giống như một số các dòng loa thông dụng khác. Chúng ta nhìn cái dây của họ, những cái loa hạng, dây họ rất là chỉnh chu. Và đây là cái phần phân tần của loa. Thấy không? Phân tần thì có phần riêng của tép và cuộn cảm riêng của loa bass, riêng biệt luôn mọi người ha. Bên trong thì cũng cái phần khâu hoàn thiện của nó rất là ok. Mình thấy được cái loa này, cái lớp sơn nó rất là cứng luôn mọi người. Này là sử dụng gỗ ép. Thì cái dòng này thì cái thùng loa là gỗ nhập từ Nga về mọi người ha. Thì vừa rồi thì mình đã khui cổ bát và cho mọi người xem cái phân tần rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ cho mọi người chúng ta xem cái phần cái cụ tép mọi người ha. Đây là cái cụ tép của loa. Tép rất là nhỏ luôn mọi người. Không biết nó nhỏ như thế này thì không biết là cái độ bền của nó và cái chất âm của nó như thế nào. Thì mọi người chúng ta theo dõi á, thì mọi người mình cũng có làm cái clip test âm rồi mọi người. Chúng ta theo dõi để chúng ta nghe thử xem là cái chất âm của nó như thế nào. Thực chất là khi mình nghe, mình đã test rồi mọi người, thì mình nghe là cụ test tuy rất là nhỏ nhưng mà âm thanh cảm giác nó cho ra rất là mượt và rất là mịn. Test thằng này rất là mịn và cũng rất là ok luôn mọi người. Chứ chúng ta đừng có thấy nó nhỏ mà coi thường nó. Đặc biệt như một số dòng loa của JBL á, mình có khui ra rồi mọi người, thì cụ tép của nó cũng bé xíu như vậy thôi. Có những số được sử dụng bằng từ neo này kia. Còn con này thì dùng cụ tép của nó là từ Philips mọi người. Cũng những cái loa chính hãng mọi người thì đều có số serial number đầy đủ để mọi người chúng ta check cái cụ loa này kia, cái nơi sản xuất này kia cụ thể để mọi người chúng ta nắm thêm một thông tin. Đây, cụ tép rất là nhỏ nên nó không bị tiêu tốn công suất quá nhiều. Rồi, test thì vậy thôi. Rồi thì mình sẽ dừng clip ở đây. Nói chung là mình cũng quay sơ lược qua như vậy cái phần bên trong để quý vị chúng ta xem các cái cấu kết cũng như là cái cách thức của những cái dòng loa châu Âu người ta sản xuất ra những cái cặp loa, những cái chiếc loa nó được bố trí như thế nào, thiết kế như thế nào trong cái phần cụ loa. Chúng ta xem, chúng ta so sánh xem nó có giống với những dòng loa của Trung Quốc hay không. Ok mọi người, thì clip thì mình sẽ dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye.